Mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Taco Mobi Home. Bây giờ mình sẽ đi ngắm xe chạy ở ngoài đường sông Hậu. Đối diện công viên sông Hậu, phường Cái Khế. Thì đây mình sẽ thấy có xe chạy rất là rai rai nha. Rất là nhiều cơ. Một bên đó một nhóm, một chiếc Lexus, một chiếc Hyundai và một chiếc Ford. Còn chiếc dưới là chiếc Toyota. Ủng xe. Nhìn chiếc trên rất là ngầu. Biết nào mình có tiền mua được chiếc trên á. Dẹp đi. Để tối về ngủ mơ cho nó nhanh. Ôi là trời. Đó một cái xe đó kìa. Kia hả? Ôi nhìn chiếc đẹp, nhìn sang chảnh quá đó. Thấy mấy chiếc xe mà bóng hới là đẹp. Và đặc biệt những màu đen mà bóng hới luôn nha. Chiếc đó là chiếc gì? Chiếc gì mà có hình chéo vậy? Hình ba cánh như cái quạt á. Đẹp hả? Ồ. Thôi không có chiếc kia 1 tỷ rồi, không có tiền, không có tiền tới nữa, không có tiền mơ tới. Chứ mẹ sao tiền đâu mơ tới. Không dám mơ luôn nữa. Xe chạy lai rai ha trời. Tại vì giờ này là giờ người ta đi làm á, ở đường này cũng có thể gọi là cái gì thiên đường ăn uống nữa. Tại vì ở đây rất là nhiều quán như bờ kè nè, vỉa hè nè, rất là nhiều. Rất là nhiều quán bờ kè vỉa hè luôn. Đó đó. Bóng hơi hới luôn kìa trời. Mấy chiếc màu trắng nó nhìn dơ quá à. Toyota Fortuner. Thì buổi tối ở đây á, là cặp đường bờ kè dọc á, có rất là nhiều quán ăn, quán ăn uống rất là nhiều. Mà giá thì hình như cũng rất là bình dân chứ không có mắc lắm. Cho nên ở rất là nhiều quán nha, dài dài rất là nhiều. Cho nên cũng có thể gọi ở đây, cũng có thể gọi là cái thiên đường ăn uống, thiên đường ẩm thực. Một chú chạy xe đạp. Hồi đó chạy xe đạp phải, hồi đó có xe đạp vậy mà đi học á ha, đỡ phải bơm bánh xe thằng. Đỡ phải sợ giá xe rồi kia ha. Chạy xe đó là có bơm có giá gì đâu. Xe đạp mà lỡ chiếc bạc tin còn có đi học nữa, lấy đâu ra chiếc đó. Đi đến chút xa xôi. Thì vừa rồi là chúng ta đã xem những cái xe đi qua đi lại trên đường rồi. Thì video đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu mấy bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video tiếp theo nữa. Bye bye.